Đây, theo yêu cầu của anh em nha. Anh em lên livestream của mình á, hỏi là cũng đắt đâu á, cũng phải tầm 20 ngày rồi á, mình không có cầm gì luôn, mình không có tập gì luôn. Ý định của mình là cầm con ấn trống nó săn cho nó thật là nhiều, cố gắng đi săn liên tục cho con chim nó có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại thì nó chốt mồi tỉnh rất là tốt và cũng đã biết chốt đầu rồi. Tiếp theo là em Lai này cũng đã thay xong lông rồi nè. Nhưng mà nhìn em nó bự quá nên mình cũng ngán. Sau khi mà con ấn trống của mình nó bị mắc mưa và đã vượt qua được á thì mình cũng muốn cho nó nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu mà sau đợt này mà con ấn trống của mình nó thay lông luôn á thì tốt quá. Trưa nay mình cũng tranh thủ là sẽ tập con này một tí để xem thái độ của em nó sau 20 ngày bỏ bê nó như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cân thử xem trọng lượng của em nó đang là bao nhiêu. Ở đây mình sẽ cân bằng cái cân đồng hồ nha, đã chỉnh về vạch không rồi nè. Rồi, ok, trọng lượng của em nó khoảng là 1,50 kg. 1,50 kg nha anh em. Trọng lượng này thì chim thường, nếu mà chim rất là ngoan, nhưng mà để coi mình lâu nay mình không tập xem nó còn nhớ hiệu lệnh găng còi gì không. Đó, mình sẽ đi ra ngoài đường mà thả. Thật ra tập ở ngoài đường nhiều con chim nó ngoan, nhưng mà khi ra đồng nó vẫn ngơ nha anh em. Nó rất là lạ bãi. Tốt nhất là anh em nào ở gần đồng ruộng thì anh em nên tập ở đồng ruộng. Thế sau này mà anh em cầm chim đi lội ruộng thì con chim nó sẽ đỡ lạ bãi hơn. Và vô mồi cũng nên vô mồi ở đồng ruộng nha. Con này mình vô mồi ở trên đường rất là nhiều rồi, nhưng mà khi ra ngoài bãi thì chim bóc là nó rất là ngơ. Bây giờ mình sẽ qua bên này ha. Qua rất nhanh nha anh em. Qua rất nhanh nhé. Ở đây thì hôm nay là mình không có đeo thiết bị quay nên là mình vừa cầm vừa quay, nên mình chỉ quay đúng pha này thôi. Thì có rất là nhiều anh em mà đặt câu hỏi trên kênh của mình mà mình không có trả lời được á. Thì anh em để ý là buổi sáng tầm 9 giờ mình sẽ phát live tầm 2 tiếng đồng hồ, đến giờ ăn cơm trưa là mình nghỉ ha. Và buổi tối thì thường là tầm 8 giờ đến 10 giờ hoặc 11 giờ tùy theo là sân chơi mà anh em có nhiều anh em chơi chim lâu năm rồi á, cũng vào tương tác với mình và cũng lên ghế ngồi để mà tâm sự chia sẻ với anh em. Thì anh em cứ canh mấy cái khung giờ đó nha. Anh em vô anh em đặt câu hỏi thoải mái luôn. Là như vậy thì anh em, những anh em cùng chơi họ sẽ trả lời cho anh em ha. Thì như vậy thì nó, cái kiến thức nó sẽ chính xác hơn. Cái phát live mà lên để nói chuyện với nhau vậy mình thấy là một cái sân chơi rất là bổ ích. Anh em nào mà đang có ý định chơi hoặc là đang có ý định tìm hiểu hoặc là đang tập chơi thì anh em nên tham gia những buổi live kiểu như vậy ha. Có câu hỏi gì anh em cứ đặt thoải mái luôn. Nhiều anh em họ kiến thức họ rất là sâu rộng. Ở cái trọng lượng và cái thái độ của em này như vậy mình đánh giá rất là ok ha. Ở những buổi tiếp theo mình sẽ có thể là dành tí thời gian để mình ra đồng và mình sẽ vào mồi liên tục ở ngoài đồng. Hy vọng là thời gian không xa thì anh em sẽ được xem những video săn của em Đắc này nhé. Em đang nhé. Cuối cùng là anh em đừng quên follow mình để đón xem những buổi live và những video chủ đề chăm sóc chim săn và đi săn nhé. Chào tất cả các anh em.